8 yếu tố quyết định đời người giàu sang hay không. Bạn đã hội tụ bao nhiêu trong 8 yếu tố dưới đây? Và liệu bạn có tự tin khẳng định điều số 3 lúc nào mình cũng có? Điều thứ nhất, lương thiện. Mạnh từ quan niệm, nhân chi sơ tính bản thiện. Theo đó, hiền lành được coi là bản tính vốn có, cũng là đức tính cần nuôi dưỡng, rèn luyện của mỗi con người. Người hiền lành trong lòng luôn có thiện tâm, trong suy nghĩ luôn muốn làm việc thiện. Chỉ khi sự hiền lành, thiện lương được nuôi dưỡng bằng cả quan niệm và hành động, con người ta mới có thể sống trong an lạc, không làm chuyện trái với lương tâm. Điều thứ hai, phúc hậu. Cổ nhân có câu, quân tử dĩ hậu đức tái vật. Ý nói, người quân tử sẽ dùng đức dày để nâng đỡ vạn vật. Người xưa quan niệm, phàm là người có đức hạnh tốt sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, còn kẻ không có đức ắt chẳng thể làm nên việc đại sự. Bởi vậy, sống ở đời không nên quá sân si. Chỉ khi học được cách vui vẻ và chịu thiệt nhường nhịn người khác, ta mới có thể xây dựng đại nghiệp. Vậy mới có câu đức dày là phúc. Người có phúc đức hiển nhiên sẽ được thiên hạ kính nể, tôn trọng. Điều thứ ba, giữ chữ tín. Một người nếu không có chữ tín, chuyện gì cũng sẽ làm không xong. Bởi mối quan hệ giữa người với người muốn bền lâu phải được xây dựng trên nền tảng tin cậy. Cổ nhân coi tín là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá người quân tử. Muốn được coi là người có chữ tín, lời nói phải đi kèm với hành động. Niềm tin của bản thân cũng cần quyết đoán. Phàm là người thất tín, tất sẽ chẳng kết giao được bằng hữu, càng không có được sự tín nhiệm của người đời. Điều thứ tư, bao dung. Thành ngữ Trung Hoa có câu hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Tạm dịch là biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn. Sống ở trên đời, chúng ta cần học được cách bao dung cho những người bất đồng quan điểm, đặc biệt là những người có mâu thuẫn với mình. Người cao thượng, bao dung chính là người có thể tha thứ những chuyện mà thiên hạ khó tha thứ. Tha thứ cho người khác chính là một cách để cởi trói cho tâm hồn. Nếu không làm được điều này, trái tim và trí óc của chúng ta sẽ luôn bị thù hận vây kín, khiến tâm trí luôn bứt rứt không yên. Muốn học được cách bao dung, bạn phải học cách thừa nhận những khác biệt giữa người khác với bản thân mình, học cách nhìn vào ưu điểm của họ để tha thứ cho những thiếu sót của họ. Nên nhớ rằng, người hay tranh ắt sẽ luôn bại, người nào nhường tất sẽ luôn lợi. Điều thứ năm, thành thực. Trung thực là một đức tính căn bản để lập thân. Bởi người sống không trung thực, đại sự khó thành. Muốn làm nên nghiệp lớn, điều cốt yếu chính là sự thành thực. Làm người chỉ khi thành thực mới có thể đàng hoàng, chỉ khi đàng hoàng mới có thể vững vàng đứng trong xã hội. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, điều gì cũng nên nói thật, tránh dùng tiểu xảo bịp bợm mà thất tín với thiên hạ. Điều thứ sáu, khiêm tốn. Có người đã từng nói, khiêm tốn giúp con người ta tiến bộ, còn kiêu ngạo lại khiến con người ta thụt lùi. Vì vậy, cách tốt nhất là lúc nào cũng nên đem bản thân mình đánh giá thấp đi một chút, vừa giúp chúng ta phấn đấu tiến bộ, vừa khiến người khác coi trọng giá trị của mình. Phô trương, khoác lác chỉ đem lại sự ghen ghét. Người khiêm nhường mới là người làm chủ thời thế. Điều thứ bảy, chính trực. Phấn đấu để trở nên vĩ đại là một điều khó khăn của đời người, nhưng cố gắng để sống một cách chính trực lại là việc ai cũng có thể làm được.
Người chính trực trước nhất phải là người có lương tâm. Giống như danh nhân Vương Vĩ Bân thời nhà Thanh từng nói: mong cho lương tâm quản thúc ta, để lưu lại cho ta một đường sống mà làm người. Người chính trực sau đó cần quan niệm rõ thị phi, phải trái, phải có quan điểm lập trường của riêng mình, chứ không gió chiều nào che chiều nấy. Người chính trực cũng là người kiên trì với lẽ phải, không vì mâu thuẫn cá nhân mà đem đúng nói thành sai, cũng không vì kết bè kết phái mà đem sai nói thành đúng. Điều thứ 8, kiên trì. Phàm là bất cứ chuyện gì, chỉ cần có lòng quyết tâm, sự kiên nhẫn và thái độ kiên trì thì tất sẽ có ngày thành công. Giả như ngay tới lòng kiên trì cũng không có thì trăm sự ắt khó mà thành. Cổ nhân răn dạy: có công mài sắt, có ngày nên kim. Cũng vì vậy, có một danh nhân nổi tiếng từng nói: trên đời người làm nên đại sự đều là kẻ ngốc, bởi một khi nhìn thấy mục tiêu, họ chẳng để tâm đến điều khác, chỉ một mực kiên trì hướng về phía trước. Ngược lại, người thông minh thường toan tính nhiều bề, sợ hãi nhiều thứ, ham muốn nhiều điều, nên kết quả vẫn là chẳng làm nên chuyện. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta chỉ cần chuyên chú làm tròn phận sự của mình một cách tốt nhất, tất sẽ gặt hái được thành công. Sự bền lòng, kiên trì vừa là một dạng cố chấp, nhưng cũng là một lòng dũng khí mà ai cũng nên có. Đổi mạng lấy 10 tỷ đồng. Hành động của chàng trai đánh bay nghi hoặc của hầu hết chúng ta. Quyết định của chàng trai trẻ đã giúp rất nhiều người trong chúng ta tỉnh ngộ. Có một chàng thanh niên nọ luôn nghi hoặc bản thân, than vãn không hiểu vì sao mình mãi vẫn chưa giàu, giàu dĩ đến nỗi mặt mày lúc nào cũng cau có. Một hôm, một cụ già vô tình gặp anh ta, liền cất tiếng hỏi: này anh bạn trẻ, sao lại không vui? Cháu không biết vì sao mà cháu mãi chẳng hết nghèo. Người thanh niên đáp: nghèo á? Tôi thấy cậu thật giàu đấy chứ. Cụ già ngạc nhiên hỏi lại: cụ nhìn vào đâu mà lại nói như vậy ạ? Chàng thanh niên cảm thấy khó hiểu. Cụ già lại hỏi: vậy giả sử bây giờ chặt đứt ngón tay của cậu, sau đó cho cậu 1 triệu đồng, cậu có đồng ý làm không? Không làm, thanh niên trả lời. Vậy chặt một bàn tay và cho cậu 10 triệu đồng, cậu thấy thế nào? Có làm không? Không làm. Giả sử làm cho cậu mù 2 mắt và cho cậu 100 triệu, cậu có làm không? Không làm. Vậy giả sử biến cậu thành một ông lão 80 tuổi, cho cậu 1 tỷ, cậu có làm không? Không làm. Vậy giả sử nếu cậu chết ngay bây giờ và cho cậu 10 tỷ, cậu có chấp nhận không? Không. Vậy thì đúng rồi, vậy là cậu đã có một nguồn tài sản lên đến hơn 10 tỷ đồng rồi, tại sao còn oán trách bản thân nghèo khó? Nói đến đây, chàng thanh niên trẻ như sực tỉnh ngộ. Trong tích tắc, anh ta hiểu ra tất cả. Quý thính giả thân mến, nếu mỗi sáng thức dậy phát hiện mình còn tự hít thở không khí, bạn đã hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều trong số những người không may mắn phải từ giã cõi đời trong tuần đó. Nếu bạn chưa từng trải qua sự nguy hiểm trong chiến tranh, sự cô độc trong nhà giam, sự thống khổ khi bị giày vò, hay sự khó chịu khi phải chịu đựng những cơn đói gào thét, bạn đã sung sướng hơn 500 triệu người trên thế giới này. Nếu bạn có sổ tiết kiệm trong ngân hàng, có tiền trong ví, bạn đã thuộc về nhóm 8% người giàu có nhất trên thế giới này. Và nếu bố mẹ của bạn vẫn còn sống bên cạnh bạn và họ còn khỏe mạnh, bạn cần phải biết rằng mình đã thuộc về một nhóm rất hiếm có trên thế giới này, bởi bạn vẫn còn cơ hội
để hiếu thuận với bậc sinh thành, vẫn còn có thể phát huy lòng hiếu thuận của một người con. Nếu bạn có thể ngẩng đầu, gương mặt rạng ngời kèm theo một nụ cười, nội tâm tràn ngập lòng biết ơn, bạn hạnh phúc thực sự. Nếu bạn có thể nắm tay một người khác, ôm họ hoặc chỉ đơn giản là vỗ một cái lên vai họ, bạn thực sự có phúc khí, may mắn, bởi những gì bạn làm đã tương đồng với thứ mà Thượng Đế mới có thể làm. Quý thính giả thân mến, nếu bạn nghe được bài viết này, có thể bạn không nhận ra đâu, nhưng chúng tôi sẽ gợi ý để bạn biết rằng bạn đã may mắn hơn 200 triệu người không thể nghe trên thế giới. Hãy trân trọng hạnh phúc của bản thân, bởi đôi khi nó đơn giản lắm. Đơn giản đến mức mình vô tình quên mất hoặc chẳng thể nhận ra. Hy vọng rằng sau khi nghe bài báo này, chúng ta hãy ngẩng cao đầu và nghiêm túc nói với bản thân chỉ một câu thôi. Bất cứ lúc nào cũng không được phép ám thị tiêu cực lên bản thân. Đừng để bản thân rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực. Nếu suốt ngày khổ não, than thân trách phận, tôi có thể khẳng định rằng thần tài dù có nhìn thấy bạn cũng sẽ bỏ đi, hoặc thậm chí là tìm cách lảng tránh. Đó là quy luật ở đời, là luật hấp dẫn của vũ trụ. Khi cảm giác tâm trạng của bạn tốt, bạn có thể thu hút được sự vật, sự việc tốt. Và ngược lại, khi cảm giác tồi tệ, bạn cũng sẽ chỉ thu hút được những thứ tương tự mà thôi.